Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh xuất nhập khẩu Logistics và Supply Chain. Mình là William Cường đây các bạn ơi. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một chủ đề mà mình nhận được rất nhiều cái yêu cầu của các bạn khi các bạn kênh của mình cũng như là khi mình đi đào tạo doanh nghiệp ấy, là đối với trường hợp mà hàng hóa nhập khẩu hay xuất khẩu của bạn ấy mà in sẵn mã vạch, là cái mã mà trên màn hình các bạn đang xem ấy, có ba số đầu tiên là số 893 ấy. Đây chính là mã vạch của Việt Nam rồi nhá. Đây là mã quốc gia của Việt Nam ấy. Thì nếu mà hàng hóa của bạn ấy mà nhập khẩu về ấy, hay là xuất khẩu mà có in mã vạch 893 này có bị vi phạm gì không? Và nếu vi phạm thì bị xử phạt như thế nào? Cái thứ hai nữa là làm sao doanh nghiệp mà khi nhập khẩu từ nước ngoài về ấy, mà hàng hóa bao bì nhãn mác thậm chí là trên hàng luôn in luôn cái mã vạch mà có ba số đầu tiên là mã 893 đấy thì làm sao mình có thể làm được? Thì qua video này mình sẽ chia sẻ toàn bộ nội dung liên quan đến mã số mã vạch nhá, và làm sao mình có thể phân biệt được việc là 893 cái mã số này ấy thì có phải là liên quan đến xuất xứ của hàng hóa hay không bạn nhá. Trước khi đi vào nội dung chi tiết của video hôm nay ấy, thì các bạn có thể lên YouTube, các bạn ủng hộ mình bằng cách bấm xuất khẩu TV nhá. Các bạn hiện ra kênh của mình là xuất khẩu Logistics và Supply Chain, ủng hộ mình bằng cách bấm đăng ký kênh. Nếu các bạn có cái chủ đề nào muốn mình làm trong xuất nhập khẩu ấy, hoặc các bạn có câu hỏi gì vướng mắc trong quá trình các bạn xuất nhập khẩu một mặt hàng gì đó nhá, làm sao có thể xuất nhập khẩu một mặt hàng đó, tất cả vướng mắc liên quan xuất nhập khẩu các bạn có thể để lại bình luận dưới từng video, hoặc cũng có thể gửi cho mình vào hòm thư là williamcuong555a@gmail.com nhá. Mình tổng hợp toàn bộ kiến thức mình sẽ phản hồi lại cho các bạn qua cái kênh video của mình. Thì hy vọng các bạn thích cái video mình làm và nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nhá, cho mình một like và share để kênh của mình có thể lan tỏa đến các cộng đồng xuất nhập khẩu. Bây giờ mình sẽ nói đến cái phần mà cái mã vạch của Việt Nam là mã 893 được quy định ở đâu. Thì các bạn có thể xem ở trong rất nhiều quy định, là ví dụ như là trong cái nghị định đây, nghị định 74 năm 2018 bạn nhá, quy định một số các sản phẩm liên quan đến mã số mã vạch ấy, thì các bạn phải kéo xuống các bạn xem thì cái mã vạch của Việt Nam là nó quy định như thế nào. Đây. Đây mã số mã vạch đây, người ta quy định là cấp là do Bộ Khoa học và Công nghệ nhá. Cấp mã số mã vạch, và cái mã số mã vạch này ấy, người ta gọi là mã quốc tế là GS1 ấy, thì tất cả các quốc gia trên thế giới ấy đều sử dụng cái tiêu chí là GS1 ủy quyền. Thì trong cái điều 19 người ta quy định rằng đối với các tổ chức sử dụng mã số mã vạch theo tiêu chuẩn của tổ chức mã số mã vạch quốc tế, GS1 là quốc tế nhá, và cái có tiền tố quốc gia của Việt Nam là 893. Như vậy thì đối với mã số mã vạch mà cái ba số đầu tiên ấy theo tiêu chí GS1 ấy của Việt Nam sẽ là 893 bạn nhá. Thì vậy thì 893 ngoài cái 893 ra thì nó sẽ là cái gì nữa? Thì như trên màn hình các bạn đang xem ấy, ở đây là mình lấy một ví dụ thôi, là mã số mã vạch nhá, thì ba cái số đầu tiên là 893 là mã quốc gia của Việt Nam, và các số tiếp theo ví dụ như là 52174 ấy, sẽ đấy chính là mã doanh nghiệp, và mỗi doanh nghiệp có một mã khác nhau bạn nhá. Tiếp theo nữa là mã mặt hàng, và cuối cùng là số kiểm tra. Như vậy tổng toàn bộ các số này ấy, là cho một mặt hàng của một doanh nghiệp nào đó nếu họ đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhá. Thì cơ quan nào thì mình đã nói với các bạn rồi đúng không? Đây chính là đây này, Bộ Khoa Công nghệ này, các bạn phải liên hệ với Bộ Khoa Công nghệ nhá, người ta sẽ cấp cái số mã vạch của công ty các bạn. Đấy. Bây giờ mình thử tham khảo là các quốc gia khác thì mã số mã vạch như thế nào. Các bạn có thể lên Wikipedia nhé, bạn xem là bạn gõ là cái list of GS1 country code, ở đây thể hiện ra mã số mã vạch của các quốc gia. Ví dụ như là của Mỹ, Canada thì 001 đến 019 đến nhá, chứ không phải hai số này. 001, 002, 003 chẳng hạn, hay là 020 đến 028 chẳng hạn. Đấy, thì tùy hàng hóa là như nào thì mã số mã vạch của Mỹ là như thế, tại vì Mỹ nó rất là đất nước cũng rất là rộng, nhiều bang cũng như là hàng hóa nhiều cho nên là mã số mã vạch nhiều. Có một thế thì đối với trường hợp mà hàng hóa của các bạn ấy theo quy định của nhãn hàng hóa thì mình thử xem là nhãn hàng hóa nhập khẩu về có quy định phải ghi mã vạch ở trong đó không. Thì các bạn phải xem là cái nghị định 43 năm 2017 và được sửa đổi bổ sung bởi nghị định theo mình được biết được sửa đổi bổ sung bởi nghị định 111 thì phải. Bây giờ mình thử xem hai nghị định đấy người ta có quy định về mã số mã vạch có nhãn hàng hóa bắt buộc phải ghi hay không. Thì ở đây trong cái nghị định này người ta nói là ngôn ngữ hàng hóa nhập khẩu về Việt Nam ấy thì phải ghi bằng tiếng Việt. Đấy, đây này, nếu hàng hóa đang lưu thông trong thị trường Việt Nam nhá thì phải ghi mấy tiêu chí này. Bây giờ mình nói đến hàng hóa nhập khẩu thôi. Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam bắt buộc phải thể hiện các nội dung bằng tiếng nước ngoài, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Mỹ, tiếng nào cũng được nhá, hoặc cả tiếng Việt.
khi làm thủ tục thông quan. Đấy nhá, bắt buộc cái nội dung sau này. Thứ nhất là tên hàng hóa, nếu không có thì phạt đấy bạn ạ. Xuất xứ hàng hóa, phải ghi xuất xứ nhá. Nếu không thực hiện xuất xứ thì thể hiện là cái công đoạn cuối cùng để hoàn thiện sản phẩm. Và nhớ có xuất xứ bạn nhá. Có xuất xứ ghi như nào thì lát mình sẽ nói sau. Điều thứ ba nữa là bắt buộc phải có, bắt buộc phải thể hiện ấy, là tên và tên viết tắt của tổ chức cá nhân sản xuất và tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa tại nước ngoài. Đấy, cả cái này cơ, cả nhà sản xuất hay là chịu trách nhiệm sản xuất bạn nhá. Đây, còn đối với hàng hóa xuất khẩu thì thực hiện ghi nhãn đối với quy định của nước nhập khẩu. Ví dụ mình xuất khẩu qua Mỹ thì theo quy định của Mỹ như nào thì hàng hóa xuất khẩu Việt Nam phải quy định như thế nhá. Tất nhiên là trừ trường hợp là giả mạo xuất xứ của Việt Nam thôi. Ví dụ như hàng hóa đó bạn đi mua từ một nước Nhật chẳng hạn, về Việt Nam sau đó là bạn bán qua Mỹ, bạn ghi là made in Việt Nam, thế là sai rồi. Tại vì hàng hóa đấy là có nguồn gốc từ Nhật nhá. Thì đương nhiên là đối hàng xuất khẩu người ta phải quy định như thế. Nhưng đối với hàng nhập khẩu thì rất nhiều tiêu chí bạn ạ. Đấy, rất nhiều tiêu chí bạn nhá. Đấy, ở đây người ta quy định là đối với hàng nhập khẩu vào Việt Nam mà nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài theo quy định tại khoản ABC điều này, sau khi thực hiện thủ tục thông quan và chuyển về kho lưu giữ, tổ chức cá nhân phải thực hiện bổ sung nhãn hàng hóa bằng tiếng Việt. Có nghĩa là bạn tiếng nước ngoài cũng được nhưng phải thể hiện đầy đủ cái này đã. Nhưng mà không có tiếng Việt cũng được, nhưng mà khi mà bán vào thị trường Việt Nam, đưa vào lưu thông ấy, đấy thì đưa về kho rồi mang ra lưu thông thì bạn phải ghi nhãn bằng tiếng Việt nhá, phải dịch ra cho người dân người ta biết. Chứ nếu bạn để tiếng Trung Quốc hay tiếng Thái Lan đâu phải ai cũng biết cái tiếng ấy đâu bạn nhá. Mặc dù hàng hóa của, tên hàng của bạn vẫn phải đầy đủ, tiếng nước ngoài vẫn phải đầy đủ các nội dung như này. Hiện nay mình thấy trên thị trường Việt Nam có rất nhiều loại hàng hóa, thậm chí bán trong siêu thị lớn, mình không nói tên thôi, rất mập mờ nhé. Người tiêu dùng người ta không biết là hàng hóa đó sản xuất tại quốc gia nào bạn ạ. Đôi khi người ghi là công nghệ Nhật Bản rồi công nghệ Mỹ rồi theo tiêu chuẩn thế giới này kia, nhưng thực ra chả biết sản xuất ở đâu, rất mập mờ nhé. Trong khi quy định của nhà nước người ta quy định rõ ràng là phải làm như thế. Bây giờ mình thử xem là đối với xuất xứ hàng hóa là ba tiêu chí bắt buộc phải ghi trên nhãn hàng hóa. Đấy, người ta quy định ghi xuất xứ trên nhãn hàng hóa như nào nha bạn nhé. Xuất xứ ghi trên nhãn hàng hóa thể hiện bằng một trong các cụm từ sau: sản xuất tại này, hay chế tạo tại, hay là nước sản xuất là nước nào, hay xuất xứ tại đâu, sản xuất bởi, hay là sản phẩm đi kèm với cả tên của cái nước, vùng lãnh thổ sản xuất các hàng hóa đó, theo quy định pháp luật về xuất xứ. Như vậy thì xuất xứ hàng hóa bắt buộc là tiêu chí phải ghi trên nhãn hàng hóa bạn nhá, nếu không có người ta phạt đấy bạn ạ. Đấy. Ngoài ra thì một số mặt hàng đặc biệt người ta còn có quy định là nội dung bắt buộc trên một số nhãn hàng hóa của một số loại hàng hóa đặc biệt, ví dụ lương thực thực phẩm thì phải ghi định lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, thông báo cảnh báo nếu có chẳng hạn. Thì rõ ràng đồ ăn đồ uống bạn phải ghi là ngày sản xuất, hạn sử dụng rồi. Thậm chí một số mặt hàng mà nghe chừng như là nhãn hàng hóa nó không có nhiều nhưng vẫn được quy định, ví dụ như là máy móc. Bạn xem này, máy móc là thiết bị đo lường này, phải ghi là định lượng tháng sản xuất. Mình thấy rất nhiều các sản phẩm máy móc là không ghi tháng sản xuất, thông số kỹ thuật, cảnh báo các thứ không ghi bạn nhá. Đấy, không ghi là bạn bị phạt đấy bạn ạ. Đấy, xe máy chuyên dùng các thứ đấy, rất nhiều sản phẩm xe đạp bạn ghi tên sản xuất, năm sản xuất, thông số kỹ thuật cơ bản, thậm chí là vật liệu xây dựng và trang trí nội thất vẫn phải ghi các thứ, rất là ghi rất là nhiều nhá. Nếu các bạn không ghi cái đấy thì sẽ bị phạt, để chặn nhãn gốc các bạn không ghi, không thể hiện. Thể hiện bằng tiếng nước ngoài cũng được nhưng phải đổi đủ. Còn nếu mà bạn tiếng nước ngoài bạn cũng không ghi luôn thì đương nhiên bị phạt nhá. Thì khi mà mình xem cái quy định về nhãn hàng hóa như thế này ấy, thì mình lại các bạn lại đương nhiên các bạn lại không thấy là người ta quy định phải ghi mã số mã vạch là cái mã 893 trên sản phẩm nhập khẩu nhá. Không có quy định đâu. Đây này, chỉ ghi mấy cái tên hàng hóa chứ đâu có ghi mã 893 đối với hàng nhập khẩu hoặc xuất khẩu. Như vậy thì nếu mà các bạn hàng nhập khẩu về mà không ghi thì không sao. Nhưng mà nếu mà hàng nhập khẩu ghi mã 893 ấy, vậy thì mình có được không? Thì mình lại phải xem quy định nó nằm ở trong, mình nhớ nó nằm ở trong, đây, nó quy định ở đây, điều này. 893 là các bạn phải được ủy quyền nhá, của ví dụ như hàng nhập khẩu của bạn ấy. Mà nhập về thì các bạn phải ủy quyền này, ủy quyền sử dụng mã số mã vạch. Ví dụ như là điều 19 ấy, trong cái nghị định 74/2018 ấy, bạn phải ủy quyền cho cái đối tác mà nhập khẩu về Việt Nam ấy, bán về Việt Nam ấy, là cái mã số mã vạch đó nhá, thì mới được nhập về Việt Nam, chứ không là bị phạt đấy các bạn ạ. Đấy, thì trong đây người ta quy định hết thủ tục ủy quyền các thứ nhá. Nếu không có thì các bạn nguy hiểm. Ví dụ như điều 19B này, trách nhiệm của tổ chức sử dụng mã số mã vạch này phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và sử dụng mã số quốc gia Việt Nam là 893 nhá. Như mình nhắc lại này, đối với nhãn hàng hóa thì không quy định phải
ghi là mã 893. Nhưng nếu đã ghi mã 893 đối với hàng nhập khẩu thì các bạn phải thỏa mãn mấy cái điều kiện này này. Đấy, phải đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền rồi. Đấy, khai báo và cung cấp thông tin, chịu trách nhiệm. Thông thường ấy thì một mã số mã vạch tương ứng với một công ty thôi. Đây này, chịu trách nhiệm về tính đơn nhất là một thôi của mã số mã vạch. Đấy. Cái thứ hai nữa là không được chuyển nhượng mua bán cho tổ chức khác. Và đối với trường hợp nhập khẩu phải lưu ý là ủy quyền cho đối tác liên doanh hoặc là gia công chế biến sử dụng mã số mã vạch của các bạn nhá. Khi có văn phải có văn bản ủy quyền. Còn nếu doanh nghiệp các bạn nhập khẩu hàng về mà trên cái sản phẩm mà ghi mã số mã vạch 893 của Việt Nam ấy thì mà không có ủy quyền ấy thì các bạn còn không được, theo mình thì còn nó vi phạm cái điều này các bạn ạ. Vi phạm cái điều này. Đấy các bạn nhá. Ngoài ra còn một số cái điều kiện khác, như vậy thì các bạn lưu ý trường hợp ủy quyền này. Đấy, ủy quyền để nhập khẩu hàng hóa đó nhá. Còn đối với hàng hóa xuất khẩu đi ấy thì mà các bạn ghi mã số mã vạch của Việt Nam ấy hay là mã số mã vạch của quốc tế ấy, mà không đúng thì cũng bị phạt nhá. Cũng bị phạt, ở trong đây có quy định hết. Vậy thì mình thử xem quy định là người ta quy định là phải ghi, phải thể hiện là ủy quyền. Như vậy nếu không có thì sao? Thì các bạn có thể xem nghị định xử phạt là nghị định 119 năm 2017 và nghị định 126 năm 2021. Mình để cái đường link tải của tất cả các văn bản này trong phần mô tả của video nhá các bạn xem. Là người ta sẽ xử phạt như thế nào. Bây giờ mình thử kéo xuống là khai sai mã số mã vạch mã 893 của Việt Nam. Không có thì không làm sao nhá. Người ta không quy định phải có. Nhưng mà nếu mà có mà sai ấy, thì người ta sẽ xử phạt các bạn nhá. Để bây giờ mình thử xem, mình kéo xuống mã số mã vạch. Đây, mình các bạn xem nhá. Đây. Mình xem điều 31. Vi phạm quy định nội dung bắt buộc nhãn hàng hóa này, phạt tiền từ bao nhiêu này. Đấy. Dài quá nhỉ. Đây. Điều 32 các bạn ạ. Điều 32 vi phạm về sử dụng mã số mã vạch nhá. Phạt tiền từ 2 triệu đến 5 triệu đối với một trong hành vi đây. Không đăng ký tên gọi này, không đăng ký cơ quan thẩm quyền khi có giấy chứng nhận mã số mã vạch này. Sử dụng mã số mã vạch là hết hiệu lực này. Không xuất trình được văn bản hợp pháp chứng minh là quyền sử dụng mã số mã vạch khi cơ quan có yêu cầu ấy. Không khai báo số danh mục mã số mã vạch toàn cầu. Đấy. Hay là trường hợp nữa là đây. Trường hợp này còn nặng hơn này, phạt tiền từ 6 triệu đến 10 triệu đối với một trong các hành vi sau đây. Sử dụng mã số mã vạch có đầu mã quốc gia của Việt Nam là mã 893 vừa rồi ấy. Đây là chính cái này này. Đây mã 893 của Việt Nam, sản phẩm của Việt Nam này. Đấy, bạn sử dụng nhá. Mà các bạn này... Đây. Chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp sử dụng thì phạt từ 6 đến 10 triệu. Hay là sử dụng mã số mã vạch bị thu hồi hay là chuyển nhượng mã số mã vạch được cấp. Ngoài ra thậm chí còn nặng hơn là từ 10 triệu đến 20 triệu trong trường hợp sau đây là sử dụng mã vạch của nước ngoài để in lên sản phẩm hàng hóa sản xuất gia công sang chiết tại Việt Nam mà không được chủ sở hữu nước ngoài cho phép sử dụng. Có nghĩa là hàng xuất khẩu của bạn ấy, sản xuất tại Việt Nam hay là mua bán trong nước các bạn ấy mà bạn in mã vạch của nước ngoài, ví dụ bạn in mã vạch của Mỹ chẳng hạn là 001/0019 chẳng hạn hay là 040 chẳng hạn, hay bạn in mã vạch của Anh hay của Đức hay của Nhật chẳng hạn mà không được bên kia người ta cho phép. Đấy, không được chủ sở hữu nước ngoài người ta cho phép ấy, sử dụng tại Việt Nam ấy, thì bạn bị phạt khá nặng. Đấy, hay là sử dụng dấu hiệu gây nhầm lẫn mã số mã vạch cơ quan quản lý nhà nước. Đấy là trường hợp khá nặng nhá. Đấy, rất nhiều các trường hợp vi phạm phạt còn nặng hơn. Ngoài ra còn có hình thức là phạt theo trị giá nữa cơ. Phạt khá nặng, biện pháp khắc phục hậu quả này. Thu hồi sản phẩm luôn bạn ạ. Hay là thu hồi hàng hóa, loại bỏ hay là tiêu hủy mã số mã vạch. Khá nặng đấy, tiêu hủy hàng hóa trong vi phạm là hàng hóa không thể tách rời, nó nghĩa là in luôn mã vạch thì tiêu hủy luôn sản phẩm. Đấy, hay loại bỏ luôn. Khá là nặng các bạn ạ. Điều 2 khoản 2 khoản 3 điều này, đây chính là cái mình vừa nói các bạn ấy. Đấy. Sử dụng mã chưa được cấp phép nhá. Đấy, như vậy thì khả năng là bị phạt tương đối nặng đấy các bạn ạ. Tương đối nặng. Đấy. Thì video hôm nay mình sẽ tổng hợp lại toàn bộ cái liên quan đến mã số mã vạch, mình nhắc lại nhá. Theo quy định ấy, về nhãn hàng hóa ấy, thì người ta không quy định là bạn phải ghi mã số mã vạch mã 893 ấy, trên sản phẩm. Nhưng mà nếu đã có ghi rồi ấy, thì phải ghi cho đúng. Cái thứ hai nữa là phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp của bạn ấy, giấy chứng nhận đó. Thì ở đây chính là Bộ Khoa Công Nghệ. Thì bạn được sử dụng mã số mã vạch 893 đó là cái mã của Việt Nam nhá. Và đối với hàng nhập khẩu ấy, mà trên bao bì sản phẩm, trên nhãn sản phẩm ấy, mà có ghi 893 ấy, mã vạch của Việt Nam ấy, thì doanh nghiệp các bạn phải là ủy quyền cho đối tác nước ngoài nơi sản xuất hay nơi liên doanh các bạn ấy
được sản xuất cái mặt hàng đó mới gắn lên sản phẩm để nhập khẩu về Việt Nam nhá. Còn đối với hàng hóa xuất khẩu ấy, mà các bạn hoặc là mua bán trong nước ấy, mà các bạn in mã số mã vạch của đối tác nước ngoài, của đối tác nước ngoài thì các bạn có thể xem được cái list danh sách này nhá, của Thái Lan, của Malaysia, của Mỹ, của Đức các thứ ấy, thì phải được đối tác nước ngoài mà chủ sở hữu của mã số mã vạch đó cho phép doanh nghiệp các bạn ấy, thì các bạn mới được làm, không thì bị phạt tương đối nặng nhá bạn nhá. Thì đây là toàn bộ video mình chia sẻ về trường hợp mã số mã vạch là như nào, và nhắc lại các bạn ấy, mã số mã vạch không phải là tiêu chí để là xác định là hàng hóa khai sai xuất xứ nhá. Xuất xứ nó còn có rất nhiều cái tiêu chí khác liên quan đến xuất xứ hàng hóa cơ, chứ không phải là mã số mã vạch. Như vậy mình nhắc lại nhá, là nhãn hàng hóa ấy, không quy định phải ghi mã số mã vạch, nhưng nếu doanh nghiệp đã ghi mã số mã vạch rồi thì tùy hàng nhập khẩu hay hàng xuất khẩu bạn phải có quy định nhá. Nếu mà làm sai quy định các bạn bị phạt rất là nặng các bạn ạ. Ngoài ra ấy, đối với hàng hóa mà ghi mã số mã vạch của nước ngoài thì các bạn phải được đối tác chủ sở hữu của đối tác nước ngoài ấy, cho phép các bạn, ủy quyền các bạn mới được làm nhá. Thì đây, trên đây là toàn bộ video liên quan đến nội dung mà mã số mã vạch 893 của Việt Nam bạn nhé, theo GS1 chẳng hạn. Thì hy vọng các bạn thấy cái video này có nhiều ý nghĩa, và các bạn nhớ cho mình một like và share nhé. Và mình cũng mong là các bạn làm đúng quy định của pháp luật. Nếu bạn làm sai thì phạt tương đối nặng các bạn nhé. Và video này mình thấy tương đối dài rồi, và mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Nhớ ủng hộ đăng ký kênh của mình nhé, và nhớ bấm like, share và tăng tương tác cho kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.